Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá. Các công trình dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng, tạo nền tảng, định hướng, cơ sở pháp lý cho thành phố phát triển trong thời gian đến. Thông tin chi tiết về hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.